Trong Everyday nó quay trở lại với Laptop World, thế giới công nghệ. Microsoft Surface Pro 9 đập hộp trên tay không ít video rồi. Nhưng mà hôm nay, sau khoảng 3 tuần mình trải nghiệm cái chiếc tablet lai laptop này đến từ nhà Microsoft, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi lại và bàn luận với nhau một chút. Trong khoảng 3 tuần vừa qua thì mình đã có những cảm nhận gì về chiếc máy này, cũng như là nó có phù hợp với những đối tượng sử dụng nào, thì hãy cùng Laptop World giải đáp những câu hỏi đó trong video này em nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Ấy, từ từ đã. Trước khi vào xem video thì anh em click video mình để bên trên này này để có thể tham gia giveaway nhá. Đang có rất nhiều phần quà chờ anh em đấy. Máy tính bảng này, chuột Silent này, rồi là 12 USB nữa đang chờ anh em đấy. Tham gia nhanh lên nhá. Đầu tiên hãy nói về những cái sự thay đổi về thiết kế của nó sẽ mang lại cho ta những cái gì. Vật liệu vỏ máy thì không có gì khác biệt rồi. Chúng ta vẫn sẽ có một cái vật liệu hợp kim nhôm, sờ nên sẽ hơi nhám tay một chút và cầm và nó là rất thích. Còn về cái màu sắc của nó thì năm nay bổ sung thêm cho chúng ta cái phiên bản màu xanh sapphire này. Thì phải nói thật là cá nhân mình cảm thấy đây là một cái phối màu đẹp nhất của phiên bản Pro 9 năm nay rồi. Nó cho mình một cái màu xanh nó rất là sáng và nó lấp lánh, trông rất đẹp anh em ạ. Với cá nhân mình khi mà mình cầm chiếc máy đi ra ngoài mình trải nghiệm thì phải nói là cái sự tự tin nhân lên 10 lần luôn. Đó. Tiếp theo là về cái vị trí thay đổi của những cổng kết nối hay là về những cái phím bấm. Nó mang lại cho mình một cái trải nghiệm phải nói thật là nó thuận tiện hơn rất nhiều so với cả phiên bản Pro 8 năm ngoái. Nếu như với phiên bản Pro 8 năm ngoái cái phím bấm nguồn được đẩy sang bên cạnh trái của máy thì phiên bản Pro 9 năm nay được đẩy lên bên cạnh trên. Nó thuận tiện hơn và nó quy về một cái chuẩn chung hơn so với cả tất cả những mẫu tablet khác. Cái việc chúng ta tìm đến cái phím nguồn hay phím tăng giảm âm lượng bây giờ đây, nó thuận tay hơn rất là nhiều anh em ạ. Và thêm nữa là cái vị trí hai cổng Type-C Thunderbolt 4 thì được đẩy sang bên cạnh trái này, thay thế vào đó là vị trí phím nguồn của phiên bản năm trước. Thì chúng ta sẽ có cái vị trí cắm cổng này, nó cũng thuận tiện hơn rất là nhiều đúng không nào. Cái việc chúng ta cắm dây bây giờ nó không bị vướng víu quá nhiều vào cạnh bên phải. Theo mình thấy điều này nó là rất hợp lý anh em nhá. Còn về cái chân sạc thì được đẩy lùi lên phía bên trên hơn, nó không bị đẩy quá sát sang phía bên dưới, giúp cái thao tác chúng ta dựng máy như thế này và dùng sạc thì nó không bị cấn cái đầu dây, gập đầu dây gây gãy ngầm trong thời gian dài sử dụng. Cái việc chúng ta để cái đầu dây lên bên trên cao hơn một chút này nó sẽ thoải mái hơn anh em nhá. Và ngoài ra thì sẽ có một điểm nữa mà chúng ta cần phải nói tới, đấy chính là chiếc Surface Pro 9 này đã bị loại đi mất jack audio 3.5mm và sẽ chỉ có đây là hai cổng Type-C mà thôi. Thì cái điều chúng ta cần làm bây giờ nếu mà muốn kết nối tai nghe, một chúng ta sử dụng tai nghe Bluetooth, hoặc là hai chúng ta sẽ phải sử dụng một cái chuẩn chuyển đổi 3.5 đầu ra là Type-C để chúng ta có thể connect vào cái chiếc máy này đúng không nào. Tiếp theo nữa nhá, chúng ta sẽ cùng vào từ phía bên trong là cái phần màn hình của máy. Cái phần màn hình này so với cả phiên bản Pro 8 năm ngoái thì phải nói thật là không có sự thay đổi gì cả. Về thông số màn hình mình đã liệt kê khá chi tiết trong video lần trước rồi. Chúng ta sẽ có một chiếc màn hình kích thước là 13 inch. Độ vân giải sẽ là 2880x1920. Nó sẽ là tỷ lệ khung hình 3:2, giúp cho mình có nhiều không gian hơn về chiều dọc. Và phải nói thật là so với cả một chiếc máy màn hình 13 inch thì cái chiếc màn hình này nó vẫn đã là quá đủ rộng để cho mình có thể sử dụng. Hơn nữa là với độ phân giải sắc nét, mình hoàn toàn có thể giảm cái độ phóng đại màn hình xuống để cho chúng ta nhiều không gian hiển thị hơn và hiển thị được nhiều thứ, cũng như là có nhiều tương tác hơn ở trên màn hình này. Nó cũng không bị giới hạn lại quá nhiều so với cả những cái chiếc màn hình 13 inch khác anh em nhé. Còn nói về cái trải nghiệm quan trọng nhất ở trên này, đấy chính là về cái trải nghiệm cảm ứng. Nếu mà chúng ta sử dụng vào những tác vụ thông thường hàng ngày thì cái cảm ứng nó là rất tốt, hay là chúng ta sử dụng kèm thêm bút nữa thì phải nói thật là nó đã quá đủ ổn rồi. Tuy nhiên thì vào những tác vụ để vẽ, viết hay là vẽ, mình cảm thấy thực sự chúng ta cần thêm một cái miếng dán light paper nữa, bởi vì là cái màn hình này nó rất là trơn anh em ạ. Cái việc chúng ta sử dụng để vẽ viết lên trên này nó sẽ hơi bị quá trớn đi một chút và nó không theo được cái tọa độ mà chúng ta muốn, nó rất là trơn đó. Về chiếc bút Slim Pen này thì nó đã cho mình một cái trải nghiệm vẽ hay là về các cái góc nghiêng bút để cho những cái độ đậm nhạt khác nhau rất ổn rồi. Hơn nữa là trong quá trình mà mình sử dụng để mình viết hay mình vẽ, mình hoàn toàn có thể dùng cái đầu ở phía bên trên này để dùng làm đầu tẩy luôn. Chúng ta có thể sử dụng để chúng ta tẩy ngay đi những cái nét vẽ mà chúng ta không mong muốn. Đấy, chúng ta vẽ lỗi chúng ta có thể dùng để tẩy ngay đi. Điều này mình thấy rất là hay anh em ạ. Và cũng rất tiện đấy chứ, đúng không nào. Và để bổ trợ cho cái trải nghiệm cảm ứng cũng như là viết vẽ trên đây nó được thật tay nhất ấy, thì màn hình 120Hz cũng đóng một cái yếu tố vô cùng là quan trọng. Thì với cái chiếc màn hình này, những cái nét mà mình vẽ ra, chúng ta sẽ cái nét mực của nó đuổi theo rất là nhanh và gần như là rất ít độ trễ. Cho nên là cái trải nghiệm chúng ta sử dụng để vẽ viết trên màn hình này mang lại một cái trải nghiệm về thị giác là khá thật rồi. Tuy nhiên thì về cái trải nghiệm xúc giác, tức là trải nghiệm của mình sử dụng để vẽ, cái cảm giác tay của mình nó không được thực cho lắm, nó rất là trơn và nó sẽ thiếu đi cái độ bám dính như kiểu là trên những cái bề mặt giấy anh em ạ. Mình nghĩ cái điểm mà chúng ta cần bổ sung ở đây sẽ là một cái miếng dán light paper nữa ở trên cái màn hình cảm ứng này để mang lại một cái trải nghiệm vẽ thật tay hơn. Tuy nhiên thì lúc này chúng ta phải suy nghĩ đến việc là sẽ phải thay ngòi bút một cách thường xuyên hơn, bởi vì là cái miếng dán đấy thì sẽ khá là tốn ngòi bút anh em ạ. Ok. Và đó là những cái trải nghiệm của mình về cái phần màn hình này. Còn về màu sắc
hay là khả năng hiển thị thì không có gì phải chê nữa cả. Một chiếc màn hình với độ phủ màu tới 100% sRGB và độ sáng tới 400 nit thì nó hiển thị cho mình mọi thứ, nó quá xuất sắc rồi. Chúng ta có thể xem phim, chúng ta có thể trải nghiệm hình ảnh hay là thậm chí làm các tác vụ liên quan màu sắc chuẩn xác như là chỉnh sửa màu sắc hình ảnh qua Lightroom hay là Photoshop, thì cái chiếc màn hình này nó cũng đáp ứng cho chúng ta rất là tốt anh em nhá. Tuy nhiên thì như mình đã nói từ video trước đấy, những cái bộ phần mềm liên quan đến đồ họa Creator như kiểu là Lightroom này hay là Photoshop này, nó sẽ tối ưu hơn cho một cái thiết bị mà sử dụng chuột hoặc là sử dụng những cái bàn trộn tích hợp sẵn thì nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Còn trên một chiếc màn hình cảm ứng bé nhỏ như thế này, những cái chi tiết tinh chỉnh, những cái thanh chỉnh của nó, những cái thanh công cụ của nó rất là bé anh em ạ, cho nên là việc chúng ta sử dụng cảm ứng bây giờ sẽ hơi có một chút gì đó nó gọi là bất tiện hơn so với cả chúng ta sử dụng chuột hoặc là sử dụng bàn trộn anh em nhá. Đó là một cái lưu ý nhỏ. Những cái bộ phần mềm đó theo mình thấy nó chưa thực sự phù hợp trên một thiết bị nhỏ gọn như thế này, và đặc biệt là sử dụng cảm ứng. Ok. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng qua những cái trải nghiệm khác của mình nữa, như là về cái phần bàn phím Type Cover thì miễn bàn rồi. Nó cho chúng ta một trải nghiệm mà trên những mẫu tablet thì đây phải nói là thuộc dòng top hiện tại. Khi mà cho chúng ta về cái hành trình phím nó là đủ sâu, cho chúng ta có thể linh hoạt các cái góc gõ phím nó được tốt hơn, cho chúng ta cả khay để có thể sạc bút Slim Pen ở phía bên trong này một cách rất là tiện. Đó, hay là phần touchpad lướt rất mượt và có cả đèn nền bàn phím sử dụng trên đấy, thì mình thấy là mọi thứ nó đã đáp ứng được là đủ tốt cho một thiết bị di động như thế này, chúng ta có thể dùng bất kỳ đâu. Tuy nhiên thì lại có một cái vấn đề nhỏ nữa, đấy chính là với cái phần Type Cover này nó sẽ chỉ che đậy đi được phần mặt trước, còn cái phần mặt sau mình khá lo ngại cho một cái chiếc máy của mình nó rất đẹp như thế này, thì cái phần mặt sau này nếu mà chúng ta sử dụng, chúng ta đút vào ba lô đi kèm trong đó rất là nhiều như là bút, thước hay là compa, mọi thứ nó có thể cọ xước lên cái phần mặt máy này thì sao, và không có một thứ gì để bảo vệ được cả. Lúc này chúng ta lại phải sử dụng thêm một cái túi chống sốc nữa. Tức là bây giờ đây Type Cover nó cũng chỉ là Type Cover mà thôi, chúng ta vẫn sẽ phải dùng thêm một cái túi chống sốc nữa bên ngoài để có thể cover thêm cho cái chiếc máy này nó được chắc chắn hơn và nó được yên tâm hơn khi chúng ta vận chuyển. Thì đây vẫn là một cái điều hơi bất tiện một chút. Giá như Microsoft có thể làm cách nào đó để có thể che luôn cái phần mặt lưng của máy thì lúc này nó tiện hơn rất là nhiều đúng không anh em. Lúc này thì nó sẽ kiểu trở nên bao bọc được cho chiếc máy này được tốt hơn rất là nhiều. Đó chỉ là một cái đánh giá mà mang phần chủ quan của mình một chút mà thôi. Hy vọng là chiếc máy này nó sẽ kiểu bền bỉ theo thời gian hơn anh em. Ok, tiếp theo nữa nhá, chúng ta sẽ cùng đi tới trải nghiệm thời lượng pin của chiếc laptop này. Với mình thì mình đã thử xem phim, mình sạc full pin lên và mình xem phim ở trên web chiếc laptop này ở mức độ sáng hình trung bình trong một buổi tối, thì mình thấy rằng là mình có thể xem phim 2 tiếng đồng hồ mà nó chỉ tụt mất đâu đó khoảng 19% pin. Tức là bây giờ đây chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái chiếc máy này để có thể xem phim trong khoảng độ 10 tiếng đồng hồ là thoải mái, đúng không nào, ở mức độ sóng hình trung bình và có cái nối wifi. Đó là một cái điểm mình thấy nó khá là ấn tượng cho một chiếc máy nhỏ gọn với dung lượng pin chỉ có 47 Wh. Còn với các tác vụ hàng ngày của mình, khi mà mình để cho cái chiếc máy này nó tự tùy chỉnh độ sáng bằng cái cảm biến ở trên màn hình, thì lúc mà mình ở môi trường ánh sáng mạnh nó tự đẩy độ sáng màn hình cao lên, lúc mình ở môi trường ánh sáng thấp thì nó tự giảm độ sáng màn hình xuống. Tức là bây giờ đây chúng ta sử dụng vào một tác vụ là hỗn hợp, chúng ta có thể lướt web, chúng ta có thể soạn thảo văn bản, chúng ta có thể xem video, lúc này nó là hỗn hợp mọi thứ, thì em nó cho chúng ta cái thời gian trải nghiệm trong khoảng độ 6 tiếng rưỡi mà thôi. Đó là với cái chiếc Surface Pro 9 với cái dung lượng pin trên phiên bản Intel này. Theo mình thấy như thế nó cũng là hợp lý rồi. Và chúng ta không nên ngần ngại mang theo cục sạc, bởi vì là với bất kỳ một thiết bị di động nào luôn luôn hãy chủ động, mình phải nằm trong thế chủ động anh em nhá, và phải có cục sạc theo bên mình thì lúc này nó mới yên tâm hơn rất là nhiều. Còn về cái hiệu năng của em nó thì trên phiên bản này nó cũng không mang lại cho chúng ta một cái hiệu năng nó quá là hầm hố, quá là khủng. Và điểm lợi ở đây sẽ là cho chúng ta cái nhiệt độ nó được rất là ổn định. Cái mặt lưng của em nó kể cả mình sử dụng một tác vụ gì chăng nữa thì nó cũng sẽ chỉ hơi ấm ấm, nó không phải là quá nóng như là trên những cái thiết bị khác với cấu hình cao hơn. Về cấu hình thì phiên bản này sẽ được trang bị là Intel Core 5 1235U, sẽ cho chúng ta RAM là 8GB LPDDR5, sẽ trong tại SSD là 128GB và card đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics 80EU. Với cái cấu hình này thì chúng ta hoàn toàn có thể trải nghiệm vào những tựa game eSports nhẹ nhàng như là LOL, Valorant hay là CSGO, FIFA Online là ổn ở trên cái chiếc máy này nhá. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng vào những tác vụ chiến game nặng hơn, chúng ta cần chiến những tựa game như là PUBG, chúng ta chơi World Thunder hay là vân vân, rất là nhiều các tựa game nặng nề khác chứ có ai, thì em nó phải nói là khá chật vật để có thể gánh được, và phải nói là nó cho ra một cái mức FPS khá là thấp anh em ạ. Ok, và đó là về một chút cấu hình cũng như là hiệu năng của chiếc máy này. Còn về các tác vụ làm việc như là chúng ta edit video thì em nó cũng có thể cân được những video 4K cơ bản, chúng ta không add vào đây quá nhiều color màu effect, thì chiếc máy này nó cân được tốt cho mình.
Trong quá trình mà mình có thử edit qua một vài cái video TikTok của mình ở trên này thì em nó vẫn cho chúng ta cái trải nghiệm edit là rất ổn. Tuy nhiên thì với các tác vụ render chúng ta bắt buộc sẽ phải cắm sạc vào, và cũng như là cái nhiệt năng của nó lúc này phả ra ở phần mặt lưng nó sẽ hơi ấm hơn bình thường một chút. Còn về cái thời gian render thì tất nhiên rồi, không có cản đọa rồi, em nó render trong cái thời gian là khá chậm. Để mà render được một video dài 1 phút 4K TikTok áp vào đây khá khá các hiệu ứng layer text và effect thì em nó render mất trong ta lên tới khoảng độ hơn 5 phút anh em ạ. Khá lâu đúng không nào? Và cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ với em một chút những cái trải nghiệm của mình về cái phần bảo mật của webcam của chiếc máy này. Chiếc máy này sẽ có trong ta là camera IR để bảo mật khuôn mặt. Thì nó sẽ có một cái điều rất là hay như sau, tức là khi mà mình đứng dậy mình đi ra khỏi vị trí này, cái màn hình này sẽ tự động đóng lại, nó sẽ tự động khóa lại. Và khi mà mình quay trở lại thì cái cảm biến nhận diện khuôn mặt nó sẽ tự động quét và nó mở luôn. Nó tự sáng màn hình, tự quét, tự mở. Mọi thứ nó trải nghiệm rất là liền mạch và mình gần như là không có một chút gì khựng lại trong quá trình đó. Và mình phải dừng lại để mình nhập mật khẩu hay là dừng lại để vuốt mở khóa máy hay là bất kỳ một thao tác gì khác nữa cả. Một thiết bị thông minh và cao cấp nó cần những cái điều đó anh em nhá. Ngoài ra nữa thì về cái trải nghiệm webcam của chiếc máy này mang lại cho chúng ta cái độ phân giải là Full HD 1080. Về những cái trải nghiệm video call của mình trên cái chiếc webcam này thì nó sắc nét, màu sắc đẹp và phải nó rất tự tin. Tích hợp cả HDR nữa, màu sắc rất tươi và đẹp anh em nhá. Về tổng thể thì trải nghiệm của mình ở trên chiếc máy này nó là rất tuyệt. Nhưng mà suy cho cùng thì nó cũng chỉ dừng lại ở những tác vụ là cho content writer, content creator một cách cơ bản, hay là chúng ta sử dụng để nốt tích nốt lại những cái cuộc họp hàng ngày chúng ta hay là những cái content của chúng ta hàng ngày mà thôi. Chứ còn để mà chúng ta sử dụng để sáng tạo nội dung, sáng tạo những cái bức vẽ hay là sáng tạo những cái video TikTok 4K sắc nét thì phải nói đây là một chiếc máy khá là chật vật và chúng ta sẽ phải sử dụng những cái chiếc laptop chuyên dụng hơn để có thể mang lại được cái hiệu năng nó là tối ưu hơn. Còn trên chiếc máy này thì nó sẽ thiên hơn về trong ta cái tính di động cũng như là khả năng sử dụng linh hoạt. Đó, và chỉ vậy mà thôi. Và đó là những cái chia sẻ của mình về chiếc Microsoft Surface Pro 9 phiên bản 2022 mà sau khoảng 3 tuần vừa rồi mình đã trải nghiệm. Thì mình thấy rằng là so với cả phiên bản Pro 8, đây không phải là một chiếc máy mang lại cho chúng ta quá nhiều điểm mới mẻ. Và gần như là rất ít luôn ấy, chỉ chủ yếu là về cái hiệu năng của nó thì năm nay cho chúng ta con CPU mới nó là mạnh mẽ hơn để có thể sử dụng các vụ nặng nề nó được tối ưu hơn. Tuy nhiên thì suy cho cùng về hiệu năng của nó cũng không cho chúng ta một cái mức hiệu năng nó quá là tốt so với cả những cái mẫu laptop khác hiện nay trên thị trường. Cho nên là so với cả phiên bản Pro 8 hiện tại có mức giá đang rất là mềm ấy, thì mình thấy rằng là với phiên bản Pro 9 này nó sẽ chỉ dành cho những em nào mà thực sự là muốn trải nghiệm một cái công nghệ mới mẻ. Còn đâu thì những cái xung quanh về thiết kế, phần cứng thì gần như là không có gì thay đổi cả anh em nhá. Vậy thì còn anh em cảm thấy thế nào về chiếc Surface Pro 9 này? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới bình luận của video này cho mình biết anh em nhá. Đừng quên cho Laptop World một like và một sub cũng như nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.